Cửa hàng Nông Cơ Thị Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337 01 9191 0974 644 973. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho mọi người một con máy cưa xích nhãn hiệu Makita. Makita E3640 36cc. Hàng bãi Nhật Bản, đẹp xuất sắc, 9 nút. Ở những đây là những cái vết dơ do nhớt, dầu nhớt ấy. Đầu nhớt ha. Cái máy nước sơn còn nguyên, rất là đẹp. Đây mặt phía trước, đây là bên em đã test cưa cây thử luôn cho mọi người ha. Đảm bảo xích mọi thứ cắt ok, nó là hiện đại. Làm nhông. Làm này 4 tấc cắt được 3,5 tấc ha. Đó. Bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhất thải. Chỉ là đẹp, xuất sắc. Rồi, cách khởi động của nó là mọi người chéo e ra thôi, mở công tắc lên, giật từ 1 đến 3 cái, nó nổ cái thế nào thì mọi người dừng lại, còn không nổ mọi người cũng đẩy đẩy vô, đó một cái nổ đẩy vô, giật tiếp, nó giật lá nổ thôi, con ra, không, nổ cho bút kia. Quý khách hàng có muốn mua sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0974 644 973. Con này thì em đang bán cho mọi người với giá là 2,6 triệu. Với hai thiện chí mua hàng thì liên hệ trực tiếp. Được mua hàng thì được tặng kèm rúa buji tip mở cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.